lên chư Phật trong ngoài đều nghe mây lành mỗi chốn đường che chúng con ngưỡng vọng ngồi xe những thường Nam Mô Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu con nay nghe biết chuyên trị tụng nguyện rõ chân như pháp đứng đầu Nam Mô
con nay phá tâm không về tư cầu phước báo trời người thinh văn duyên nhắc cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa phá tâm Bồ Đề nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Nam mô Quy Thập Phương Tạng hư không giới nhất thiết tôn pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tạng hư không giới nhưng thiết hiện thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chiên Đàng Hương Phật. Nam mô Chiên Đàng Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Những Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật.
Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Vương Phật. Nam
Nam mô Thường Quang Trạng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thân Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hóa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hòa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Những Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hóa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam
con hòa
Phật đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoằng giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một vóc cơm cho các loài chúng sanh, hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hành, Bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hối ca phước, xin tùy hỷ và nhờ công đức thánh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đứng không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loại cầu mong lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phần hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần, mỗi người tiến
có phần phá ra thánh thoát tâm thần sáng trân tương lai mọi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu hoài âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai hương y có màu phong con nay mở rộng tâm hồn tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai xưa con tạo ca cung dường lễ tán đa phần thánh phần trụ thế tâm chân độ đời tùy hỷ sám hối khắp nơi chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu xin đem công tân ca hoặc chướng từ nay xin đều tiêu diệt xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu chúng sanh độ hết không cầu trả ơn hư không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không bốn pháp như lòng như ơi như
Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà. Thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiêu căng, suy mê lầm lạc ngày nay nhờ Phật biến sự lỗi lầm mê thành tâm sám hối. Thề tránh điều dữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh tâm không phiền não. Hằng ngày an vui tu tập phép phần nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi minh tâm kiên tánh trí huệ sáng xuống ấy thần thông tự tài. Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử vốn tạo các vòng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng y phát sinh ra. Đệ tử thấy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô 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 cầu sám Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Nam mô cầu sám cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thuở Đức Quang Tự Tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tân ca khô anh. Này thu tử cái có sẵn tướng, nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn, với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Thế nên trong trần không, nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh. Chân không, nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp.
trong tánh chân không, nó không có nhãn giới nhận đến, không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến. Nó chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không. Nó không có khổ tầm diệt đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đóa nương nơi tri bát nhã để xét soi, mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương bát nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài, bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ. Xa lìa các điều điên đạo mộng thường rỗng rao, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đà đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối, nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tăng ba ha yết đế, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tăng ba ha yết đế, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tăng ba. Công đức sám hội khó nghĩ lượng, vô biên thắng phước đặng tỏ tường, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giang ngộ, văn thù phổ hiền quán âm đồ, càng vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo, nguyện bao tội chướng được sám trừ, kiếm kiếp thường theo ngồi tam bảo. Phục nguyện ấy chư Phật chứng minh, vạn linh gia hộ hiện tiền, đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài.